Living in the world,
Trong phần giới thiệu của mình đang chưa nói thì về phần âm nhạc của em, chủ đề của chúng ta có 4 cái ẩm thực ra con làm, thậm chí là 3 món, nhưng mà thiếu mất âm nhạc. Nên lần sau giống như mình đi thi ấy, người ta có câu A, câu B, câu C, câu D thì mình cố gắng mình phải nhớ được ít nhất là 4 câu. Biết nhiều, biết ít thì phải biết được một ý, và trong đấy thì người ta chấm được. Đúng rồi, chứ mình bỏ hẳn đi thì người ta không biết chấm gì cả. Lưu ý nhé. Ok rồi, chúc mừng. Và cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn thầy ạ. Của trường phổ
quân Liên Cấp Fenica ngày hôm nay. Warmly welcome our esteemed guests, delegates, parents, teachers and students to the event Tết Bốn Phương Xuân Yêu Thương of Fenica School today. And now, let's get settled, turn your attention to the center stage and begin our event today with the very first opening performance named Wonder Man. Please welcome on the stage students from primary school. Vâng, và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau ổn định tổ chức và hướng mắt lên khu vực sân khấu để chúng ta sẽ đến với tiết mục mở màn với tựa đề Wonder Man. Đây là một tiết mục được hòa âm phối khí và viết tổng phổ cho bài hợp sướng gian dựng và chỉ huy thầy Trần Ngọc Tú. Xin trân trọng kính mời và chúng ta có thể dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho tiết mục mở đầu này được không ạ? Chưa phải, đừng đau không phải thôi, thở xong hai buồn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sau đó họ bị đưa đến nơi tra hỏi. Do không moi móc được thông tin gì từ gia đình cô, nên tên phát xít đã nổi giận và ra lệnh bắt nhốt gia đình vào các trại giam khác nhau.